Cảm giác tỉnh dậy sau phẫu thuật mũi xoang tại TCI có thể gọi là gì nhỉ? Là cảm giác sắp bắt đầu một cuộc sống mới đấy các bác ạ. Từ mấy năm nay, tôi đã gắn chặt với tình trạng đau đầu trái, đau hàm khó chịu. Đi khám bao nơi, các bác sĩ đều chẩn đoán là đau đầu và cho thuốc điều trị. Thế rồi hết lần này đến lần khác, tôi uống thuốc nhưng không khỏi, mà các triệu chứng còn nặng nề hơn, mệt mỏi vô cùng các bác ạ. Lần này tôi chọn khám ở thu cúc TCI. Và các bác biết không, các bác sĩ phát hiện tôi bị viêm xoang nặng và có chỉ định phẫu thuật. Gọi là phẫu thuật nhưng tại TCI các bác sĩ làm phẫu thuật nội soi mũi xoang thôi, không xâm lấn gì cả. Các bác sĩ cũng bảo phương pháp nội soi mũi xoang với hệ thống Castor này có thể loại bỏ ổ viêm dễ dàng, bảo toàn tối đa niêm mạc lành, không biến chứng, hạn chế đau sau phẫu thuật và đặc biệt là phục hồi nhanh hơn các hình thức phẫu thuật khác. Phẫu thuật xong thì tôi được chăm sóc theo dõi tại viện ít hôm, hiện tại thì tôi không đau nhiều, ăn uống nhẹ nhàng được, cảm giác cũng khá tốt. Các bác sĩ điều dưỡng ở đây rất nhiệt tình, cẩn thận. Mong là tôi sẽ hoàn thành tốt giai đoạn hậu phẫu và sẵn sàng để quay lại cuộc sống, không còn những cơn đau đầu, đau hàm kinh niên nữa, để tập trung thực hiện các kế hoạch của mình các bác ạ.